Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về hai cái dự án. Đầu tiên đó là Cell Network và cái thứ hai tức là ZetaChain. Cả hai dự án đến thời điểm hiện tại đều chưa có công bố airdrop cho người dùng. Rồi, về cái dự án Cell Network thì như các bạn đã biết thì cách đây không lâu thì mình đã làm một cái video để các bạn mai một tên miền miễn phí của Cell Network các bạn ha. Và đây là tên miền testnet nha các bạn, mà nó sẽ không được transfer vào mainnet, mà để chúng ta sẽ tương tác với dự án để chúng ta có thêm transaction, tương tác với lại thêm với Space ID. Thì như các bạn đã biết là Space ID đó có hai vòng airdrop cho người dùng rồi, thì cũng không biết có vòng thứ ba hay không, thì chúng ta cứ làm thôi. Cái chúng ta cần ở đây đó là transaction liên quan đến Cell Network và một cái smart contract mới liên quan trên Cell Network. Rồi thì sau khi các bạn đã claim được cái tên miền miễn phí này thì hôm nay Space ID đã cho các bạn claim cái OAT liên quan đến tên miền miễn phí này ha. Rồi thì những bạn nào đã có tên miền thì trước cái thời điểm snapshot thì các bạn sẽ claim được cái OAT này. Rồi để claim được cái OAT này thì các bạn phải có ví Fin Wallet ha. Thì những bạn nào mà chưa biết add ví vào trong add ví Cell vào trong cái tài khoản gas xe của các bạn thì các bạn hãy coi lại cái video đầu tiên của mình ha, các bạn làm theo. Rồi còn những bạn đã có rồi thì khi mà chúng ta claim thì chúng ta sẽ chỉnh cho cái phí ga là lên thành triệu các bạn ha. Thì như các bạn cũng biết là cái ví Fin này khi các bạn mai thì nó sẽ có là gì, low này, medium này và hai ga free, nhưng mà thực ra là các bạn không thể claim được với hai ga free ở thời điểm hiện tại, mà các bạn phải chỉnh cho cái phí ga chỗ này lên thành một triệu. Các bạn ở đây có một cái nút ha, các bạn bấm vào thì các bạn sẽ chỉnh xóa cái dòng chữ số trong này đi, các bạn chỉnh thành một triệu. Lúc đó các bạn sẽ tốn khoảng 0.1 cell hoặc có thời điểm các bạn lên tốn khoảng 3 cell là các bạn có thể claim thành công cái OAT này về ví của các bạn. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi claim một cái NFT liên quan đến gì, ZetaChain và ByCity các bạn ha. Rồi thì các bạn chỉ việc vào cái đường link này, các bạn kết nối cái ví MetaMask của các bạn vào, rồi các bạn sẽ switch qua ZetaChain Athena 2 rồi sau khi switch qua ví ZetaChain 2 thì các bạn chỉ việc chọn claim và các bạn trả phí ở trên cái mạng ZetaChain Athena 2 là hoàn thành. Thì nếu mà các bạn không có ZetaChain thì các bạn có thể forset ha. Các bạn có thể forset bằng cái việc là gì, verify Twitter, hoặc là các bạn có thể forset bằng cách là các bạn vào phần forset ở trong Discord của ZetaChain. Thì ZetaChain thì vẫn chưa có một bất cứ một cái động thái hay một cái thông tin gì liên quan đến việc mainnet. Và cái kèo này mình nghĩ là các bạn vẫn có thể làm thì hiện tại. Thì các bạn nếu mà muốn tham gia vào kèo ZetaChain này thì các bạn có thể vào kênh của mình ha. Các bạn vào kênh của mình, sau đó các bạn vào danh sách phát và các bạn chọn ZetaChain, và lúc đó các bạn hãy xem và các bạn làm từ đầu, từng những cái video đầu tiên để hoàn thành. Các bạn hoàn thành được càng nhiều càng tốt và các bạn kiếm được càng nhiều càng tốt. Và ở thời điểm hiện tại thì cứ mỗi tuần thì các bạn sẽ swap một lệnh và các bạn sẽ claim được 7.000 điểm GB. Rồi, đây là video ngắn của mình liên quan đến Cell Network và ZetaChain, hai kèo ở thời điểm hiện tại. Và cái kèo ở thời điểm hiện tại mà có khả năng cao hơn để các bạn có thể làm với những bạn chưa làm là kèo ZetaChain. Còn cái kèo Cell thì khả năng là thời gian sắp tới đây đã tiến hành mainnet rồi, cho nên là mình nghĩ là các bạn sẽ không kịp để làm Cell nữa ha. Mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.